Này nó có quá dơ mà. Cái đen hôi lui à. Không có sợ con ca có gì đó. Cái này bữa để 2000 cây á. Dạ. Quên hai. Cái mình nó dơ rồi. Dơ không? Nhất số để khoảng 5000 cây ha. Thù sao nó chạy lỏng luôn vậy. Ghe có quá dơ mà. Đó, nhất này lâu lâu mình chạm nó gớ ra. Sợ nước rồi vô. À đi mưa ngập nước cái vô hả? Nhưng mà như vậy thì nó dơ không anh? Nó không có dơ, nó như vậy á. Mẹ phải nhớ lưu dài trắng trắng rồi. Đó, ở trong đó. Trắng trắng. Bình 2020 à, bữa mua xong đi ra chỗ rửa xe nhờ thay giùm liền thấy cái tiếp này nhấc máy à, của hãng Honda. Cái này cũng là 219 là 20 luôn ha nè. Đó là chưa đổi à. Không biết mua này về để đi thay luôn. Đây, 2020. Nó ra SH mới xong rồi nhắc mới luôn mới đầu nhìn cái tiếp này tưởng đâu giống như kem bánh răng mà ra giống như nước ấy. Nó cũng là nước nhẹ cũng vậy luôn không anh? Giống như nè. Ờ. Ăn rồi ơi. Quên định làm về nhà luôn rồi đó. 1.3 1.3 2 3 7.000.
Ủa ở đây nó thu đổi xe cũ xe mới là sao ta? Anh mang xe của mình ở đây xong rồi bên ngoài được thêm định giá cho mình. Ai định giá? Mấy anh này hả? Mấy anh họ xe ngoài. Là có nghĩa là chỉ có xe Honda thôi hả? Giờ ra tên khác luôn rồi đó. Phan Nguyên Giáp á. Nguyên Giáp. Quay chúng ở SH này nào em? Đúng rồi. Ok. Đọc cái gì? 0903 668 799. À chương trình đây phải không? Chương trình bốc đem dầu nhắn thử. Quay đi. Ví dụ như quay cái này xong chiều anh tới anh thay nhớ anh quay nữa hả? Ấy à, trời ơi, gan quá.